Trưa 22 tháng 6, thêm 100 ca mắc COVID-19, 95 ca ghi nhận trong nước. Theo bản tin của Bộ Y tế, tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 22 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 100 ca mắc mới, trong đó có 95 ca ghi nhận trong nước. Từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 22 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 100 ca mắc mới, 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long 3 ca, Cà Mau 1 ca, An Giang 1 ca. 95k ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 37k, Bình Dương 33k, Bắc Giang 10k, Tiền Giang 5k, Đà Nẵng 4k, Hà Tĩnh 2k, Bắc Ninh 1k, Vĩnh Long 1k, Long An 1k, Đồng Nai 1k, trong đó 89k được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu vực đã được phong tỏa có 18 trên 42 tỉnh, thành phố đã trải qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Tây Ninh, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắc, Đồng Tháp, Thái Bình, Vĩnh Phúc. Cả nước có 13.630 ca mắc, trong đó có 1.708 ca nhập cảnh và 11.922 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới tính của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 10.352 ca, trong đó có 2.679 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân mắc Covid-19 tại Việt Nam thì có 8.104 ca đang điều trị, 5.457 ca đã khỏi bệnh và 69 ca không qua khỏi. Số lượng xét nghiệm từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 2.544.659 xét nghiệm cho 5.776.150 lượt người. Tính đến 16 giờ ngày 20 tháng 6, tổng cộng đã thực hiện tiêm 2.422.643 liều vaccine phòng COVID-19. Trong số đó, thì số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 121.683 người. Trên thế giới, cả thế giới có 179.317.458 ca mắc, trong đó có 163.877.007 ca đã khỏi bệnh, 3.883.374 ca không qua khỏi và 11.557.077 ca đang điều trị trong đó có 82.584 ca diễn biến nặng. Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 289.782 ca, số ca không qua khỏi tăng 6.338 ca, châu Âu tăng 18.641 ca, Bắc Mỹ tăng 2.325 ca, Nam Mỹ tăng 1.086 ca, châu Á tăng 49.498 ca, châu Phi tăng 14 ca, châu Đại Dương tăng 23 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 28.323 ca, trong đó Indonesia tăng 14.536 ca, Philippines tăng 5.249 ca, Malaysia tăng 4.611 ca, Thái Lan tăng 3.175 ca, Campuchia tăng 735 ca, Singapore tăng 16 ca và Lào tăng thêm 1 ca. Tình hình điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 377 ca, lần 2 là 132 ca, lần 3 là 141 ca, số ca không qua khỏi là 69 ca, số ca điều trị khỏi là 5.453 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc mới, 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, ca bệnh 13.550 đến 13.551, bệnh nhân 13.553 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Vĩnh Long. Ngày 20 tháng 6 năm 2021, từ Indonesia nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2561 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Vĩnh Long. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 21 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi Vĩnh Long. Ca bệnh 13.588 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Cà Mau. Nam, 20 tuổi, địa chỉ tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Ngày 20 tháng 6, từ Indonesia nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2561 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Cà Mau. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 21 tháng 6, dương tính với SARS-CoV-2 ca bệnh 13.590 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang, nam, 44 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú tỉnh An Giang, ngày 20 tháng 6 từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam tại tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm khẳng định ngày 21 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú tỉnh An Giang có 95 ca ghi nhận trong nước, ca bệnh 13.531 đến 13.532, 13.534 đến 13.537, bệnh nhân từ 13.562 đến 13.563, bệnh nhân 13.575 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm ngày 20 và 21 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 13.533 ghi nhận tại tỉnh Long An, nam 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 21 tháng 6, dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa, tỉnh Long An. Ca bệnh 13.538 đến 13.548, bệnh nhân từ 13.556, bệnh nhân 13.558, bệnh nhân 13.561,

Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, 5 ca là các trường hợp F1 đã cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 21 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 13.549 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long, nữ 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 21 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi Vĩnh Long. Ca bệnh 13.552 13.554 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh, 1 ca là F1 của bệnh nhân 11.798, 1 ca là F1 của bệnh nhân 9.567 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 21 tháng 6, dương tính với SARS-CoV-2 hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ca bệnh 13.555 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, nữ 21 tuổi, địa chỉ tại Vệ An, thành phố Bắc Ninh, là F1 của bệnh nhân 12.909, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 21 tháng 6, dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Ca bệnh 13.557, bệnh nhân 13.560, bệnh nhân 13.564 đến bệnh nhân 13.565. Bệnh nhân 13.567 ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang, 3 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly. 1 ca liên quan đến bệnh nhân 12.437, 1 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Ca bệnh 13.570 đến 13.572, bệnh nhân 13.574 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 21 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 13.589 ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai, nữ 29 tuổi, địa chỉ tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, là F1 của bệnh nhân 13.416 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 21 tháng 6 dương tính SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai. Ca bệnh 13.591 đến 13.627 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, 27 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca liên quan đến công ty Trung Sơn, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, 6 ca liên quan đến nhóm chuyển giáo Phục Hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Bắc Giang gỡ lệnh cách ly xã hội hai huyện. Huyện Yên Dũng và huyện Hiệp Hòa là hai địa phương tiếp theo ở Bắc Giang được gỡ lệnh cách ly xã hội, chuyển sang trạng thái phòng chống dịch theo chỉ thị 15. Sáng ngày 22 tháng 6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh đã điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội đối với huyện Hiệp Hòa và huyện Yên Dũng. Từ hôm nay, hai địa phương này giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 thay vì chỉ thị 16 như trước đây. Với việc áp dụng biện pháp giãn cách mới, người dân hai huyện phải dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 10 người trong một phòng, không tụ tập từ 5 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp nơi công cộng. Hai địa phương này tiếp tục tạm dừng hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí tại nơi công cộng, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn cũng chưa được hoạt động trở lại cụ thể là nhà hàng, khu vui chơi, giải trí, tiệm massage, karaoke, quán bar, quán game, internet, phòng tập thể thao, gym, yoga. Đám tang được tổ chức nhưng không tập trung quá 20 người. Người dân được khuyến khích làm đơn giản, gọn, hạn chế số người tập trung. Việc di chuyển của người dân đến các địa phương khác cũng bị hạn chế. Theo chỉ thị 15, hoạt động giao thông công cộng vẫn tạm dừng, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa, Đến nay, tỉnh Bắc Giang chỉ còn huyện Việt Yên áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị 16, ngoài ra 7 huyện thành phố giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Bắc Giang, đến hết ngày 21 tháng 6, ổ dịch liên quan đến khu công nghiệp trên địa bàn vẫn phát sinh thêm trường hợp F0, tuy nhiên số lượng giảm rõ rệt và đều là công nhân hoặc các F1 liên quan đang cách ly tập trung. Tại huyện Lục Ngạn, các F0 mới ghi nhận cũng liên quan đến ổ dịch tại thôn Bằng Công, xã Kiên Thành và đã được cách ly tập trung và ở trong khu vực phong tỏa. Ngoài ra, ngành y tế Bắc Giang cũng ghi nhận một số F0 là công nhân trong các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại và từng là F1 của các ca bệnh đã được phát hiện qua quá trình xét nghiệm sàng lọc định kỳ trước đó. Theo số liệu từ Bộ Y tế, Bắc Giang hiện có 5.466 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 2.300 bệnh nhân đã được chữa khỏi và xuất viện. Ngành chức năng địa phương dự báo những ngày tới, F0 tiếp tục phát sinh, chủ yếu trong một số khu cách ly tập trung, khu phong tỏa do trước đây đã có tiếp xúc gần với các trường hợp đã nhiễm bệnh. Lực lượng y tế tỉnh Bắc Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ nâng cao năng lực lấy mẫu và xét nghiệm cho huyện Lục Ngạn, kết hợp xét nghiệm nhanh và PCR với tất cả gia đình có người tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm, trường hợp có nguy cơ cao. Bản đồ Covid-19 giúp người thành phố Hồ Chí Minh tìm đường tránh lây nhiễm. Bản đồ được cập nhật trực tiếp các ca dương tính Covid-19, chỉ đường đi phù hợp giúp người dân tránh những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao. Hai tháng sau khi ra mắt, bản đồ COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa có bản cập nhật về thiết kế, hiển thị trực quan trên nền bản đồ 3D và bổ sung thêm nhiều chức năng. Khi truy cập vào trang web bản đồ .tp.hcm.gov.vn, người dùng có thể tùy chọn hiển thị thông tin về bệnh viện, cơ sở y tế, vùng đang bị cách ly, điểm tiêm chủng, các cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại, chợ gần mình, bên cạnh các điểm phong tỏa, vị trí của ca dương tính được cập nhật theo thời gian thực. Bản đồ mới có chức năng tìm kiếm thông tin liên quan đến Covid-19, người dương tính ở gần mình hoặc một vị trí bất kỳ trên bản đồ. Người dùng có thể chia sẻ thông tin địa điểm này qua mã QR trên mạng xã hội để cảnh báo bạn bè, người thân. Qua bản đồ có thêm biểu đồ cập nhật liên tục số liệu liên quan đến Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm số ca lây nhiễm theo ngày, số ca dương tính theo từng quận, tất cả được biểu hiện theo dạng biểu đồ và bản đồ trực quan, thể hiện quy mô dịch theo màu sắc đậm nhạt. Bản tin mới còn có thêm bản đồ chỉ đường giúp người dùng tìm đường đi, tránh nơi có nguy cơ lây nhiễm, hạn chế tiếp xúc ở các điểm có nguy cơ lây nhiễm cao. Người dân có thể tùy chọn phương tiện di chuyển bằng ô tô, xe máy, đi bộ hoặc là xe buýt để có lộ trình phù hợp. Ngoài ra trên bản đồ mới, người dùng có thể thực hiện phản hồi, góp ý khi thấy thông tin địa điểm chưa chính xác hoặc là phản ánh các địa điểm có dấu hiệu vi phạm phòng chống dịch COVID-19 cho cơ quan quản lý. Thông tin ca dương tính và các điểm dịch tễ được cập nhật trực tuyến từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh vào 9 giờ và 15 giờ hàng ngày. Các điểm cách ly phong tỏa được cập nhật vào cuối ngày từ các cơ quan phụ trách phòng chống dịch tại 24 quận huyện trong thành phố sau khi được công bố chính thức. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp, bổ sung thêm các chức năng cho bản đồ này. Trước thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tỉnh thành bùng phát dịch bệnh đã triển khai bản đồ COVID-19 để cung cấp thông tin dịch tễ, giúp người dân không di chuyển vào các điểm nóng, tránh lây nhiễm. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên ứng dụng bản đồ số trong công tác phòng chống dịch. Giám đốc Trung tâm Thông tin Dịch vụ Công Đà Nẵng cho biết, bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 được xây dựng từ tháng 8 năm 2020 và liên tục được cập nhật sau thời gian ứng dụng thực tế tại đây, nhóm phát triển phần mềm Covid Map đã hỗ trợ thêm một số địa phương khác như là Phú Yên, Gia Lai, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Bắc Ninh, Quảng Ninh. Điểm chung của bản đồ Covid là cung cấp các thông tin cụ thể vị trí khu vực nhà của bệnh nhân, khu vực cách ly tập trung, địa điểm bệnh nhân đến trong vòng 14 ngày, cơ sở y tế ở gần, khu vực phong tỏa cách ly, chốt kiểm dịch. Ngoài ra, các bản đồ Covid-19 còn hỗ trợ người dân tra cứu thông tin dịch tễ theo số hiệu bệnh nhân, số ca nhiễm và thông tin về dịch bệnh được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Mỗi địa phương sẽ tùy tình hình chống dịch thực tế mà bổ sung thêm một số tính năng mới như là thống kê số ca nhiễm theo ngày, cập nhật điểm tiêm phòng trên địa bàn. Đà Nẵng thông báo các địa điểm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn quận Thanh Khê Chiều ngày 21 tháng 6, Ủy ban nhân dân phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng thông báo các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Trước tình hình diễn biến phức tạp về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, Ủy ban nhân dân phường Thạc Gián quận Thanh Khê đã thông báo về các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn phường. Theo đó, các khu vực cụ thể liên quan đến dịch tễ gồm khu vực Kiệt 110 Phan Thành, khu vực Kiệt 90 Phan Thành khu vực kiệt 40 Phan Thành, khu vực từ nhà số 407 đến nhà số 461 đường Lê Duẩn, khu vực từ nhà số 88 đến nhà số 130 đường Hoàng Hoa Thám, khu vực từ nhà số 2 đến nhà số 140 đường Lý Thái Tổ. Ủy ban nhân dân phường Thạc Gián đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và người dân hạn chế đi đến các địa điểm nói trên cho đến khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn phường được kiểm soát để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban nhân dân phường Thạc Gián cho biết, hiện trên địa bàn có 23 người có hậu khẩu thường trú tại khu dân cư Tam Giác 2, thuộc khu vực cách ly y tế nhưng chưa thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đã đi khỏi địa phương. Ủy ban nhân dân phường đã thông báo nhưng không về khai báo và thực hiện cách ly tại địa phương. Ủy ban nhân dân phường Thạc Gián yêu cầu những người có tên trong danh sách kèm theo liên hệ ngay với trạm y tế phường Thạc Gián, địa chỉ 433 đường Lê Duẩn, số điện thoại 0236 3835 284 hoặc các cơ sở y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế và được tư vấn hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang cho những người có tên trong danh sách lưu trú, hướng dẫn các cá nhân trên khai báo y tế và cách ly theo quy định về công tác phòng chống dịch.